các nghệ sĩ đến từ rạp xiếc Trung ương Hà Nội vừa ra mắt vở diễn đặc biệt với nhân vật chính là những chú chó vô cùng đáng yêu. Vì là năm Mậu Tuất nên các nghệ sĩ biểu diễn xiếc rất ò bế dàn diễn viên chó trên sàn diễn. Sự đóng góp của những nghệ sĩ này cũng góp phần làm phong phú thêm cho các chương trình xiếc, mang đến những giây phút thư giãn cho công chúng.